quay chưa? Đây là đâu quay. Nói anh tiếng chế độ màu rồi đấy. Quá đẹp. Mày làm cho tao một cái lỗ cơ bản luôn giờ lấy lấy, lấy kèo hai mặt dán trắng vô rồi được rồi. Chứ không không cắt còn răng mà đứt cái cục mồm. Bữa tao nói mày rồi, mày cắt cái nhỏ nhỏ thôi. Cắt gọn cắt nhỏ à. Cắt nhỏ lại chút xíu vừa chứ mày cắt hơi bị bự. Mà thôi kệ đi chứ làm gì được nữa hỏi. Ok đẹp. Rồi rồi, để cái gì đó em chỉnh cho. Nói chung là cái lắp cái đầu tay ra cũng vậy. Không cũng được á, nhìn cũng lạ lạ đó. Đẹp chứ. Xong. So.